Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đó, nè bếp nhà hàng Ý luôn. Đây nè, có cái lò nướng rồi luôn nè. Đó. Đó. Dễ nè. Các bạn. Cực kỳ hấp dẫn luôn các. Rất là ngon luôn. Bò quá anh. Mà đặc biệt là bánh nóng hổi á, ăn vô nó tan trong miệng luôn các bạn. Nào sẽ làm pizza hả các bạn ha, với sự chỉ của anh Hải. Rồi lấy cái cây cái hai bờ, lật bài kia lại. Đúng, đó. Ok. Không, em quay từ trong vòng. Đúng, đúng rồi, tỉa cái đó, tỉa cái đó. Mình cũng rất cái gì giờ này nọ chứ không. Lúc miếng giấy không anh? Không không, khoan khoan, bỏ vô, ừ đó, bỏ nguyên cái rồi đóng gấp lại. Rồi thành phẩm của Nam Ngôn ha, cầm mạnh tay chút xíu cho nó dạng. Tuyệt vời chưa? Mình là Nam Ngôn, ok các bạn, anh Hải đang làm pizza luôn. Ủa anh vậy nghề nghiệp chính của anh là gì, anh đầu bếp luôn hả? Ừ, anh đầu bếp. Đầu bếp nhà hàng Ý. Ồ, đầu bếp nhà hàng Ý luôn. Hả dữ. Và ngoài là đầu bếp ra còn là một nghệ nhân ha các bạn ha. Một lát nữa mình sẽ cho các bạn coi là những cái tác phẩm mà của anh Hải mà mấy chục năm mà chứ không phải là mới đây ha. Và coi như là được cộng đồng chơi cả nước đón nhận và có đem đi nước ngoài luôn. Em bỏ cá vô vậy anh. Đây nè, có cái lò nướng rồi luôn nè. Đó. Rồi có cả thủy sinh nữa nè các bạn. Hồ thủy sinh nữa nè. Hôm trước anh làm thủy sinh á, nhưng mà bà già anh bị mất. Dạ. Anh đem vô anh để đây tới giờ. Dạ. Anh dọn vô, dọn nhà để làm mấy á. Còn đây anh chuẩn bị lên cái hồ cá rồng nuôi. Ôi ôi. Đó bạn, điều đặc biệt á là một lát đi, một lát nữa có rất là nhiều hình ảnh mình cho các bạn thấy là tự tay anh Hải làm từ cái nhỏ nhặt nhất đầu tiên luôn tới lúc hoàn thiện luôn, một mình làm một à. Nãy nay có ngày năm nay anh năm mấy anh? Anh năm nay 53 tuổi. 53 rồi. À, 53 hồ mà tự làm một cái hồ ha, rất là khủng luôn. Mà làm là nhìn vô phải ghiền nha các bạn, chứ không phải là làm cho có nha, nhìn vô là phải chuẩn chỉ luôn. Ngồi uống nước em. Dạ dạ, anh cảm ơn. Làm bánh lên nè. Đó. Quá dữ luôn, đế mỏng luôn. Quá tuyệt vời. Mày cắt mạnh. Nấm này nấm gì anh? Nấm đông cô. À, đông cô. Này là cái gì? Salami. Salami đúng rồi. À. Quá đẹp. Anh Hải nói rủ vợ con rồi xuống ăn pizza luôn, nhưng mà hôm nay ngày thường mấy đứa nhỏ đi học rồi không có lộc ăn. Chỉ có ba nó có lộc ăn à. Không, đây. Để hồi anh gửi về cho hai cháu với. Dạ dạ, em. Thank you anh. Đây các bạn, đây là những cái tác phẩm của anh Hải ha, cũng là một cái gọi là một cái đam mê, cái sở thích, mà cũng là một bắt đầu từ đó, sau đó anh em mới là thích quá đặt hàng rồi nào. Thì cái này theo anh Hải mấy chục năm rồi, thì để lát mình sẽ nhờ anh Hải chia sẻ cái này. À, anh Hải giờ mời vô ăn pizza trước. Được rồi, kể cho nó nguội xíu cho. Lò nướng chuyên nghiệp luôn. Anh sẵn đây em hãy tìm hiểu về pizza thêm chút xíu là okay. Giữa nướng lò điện với lò củi á, thì nó khác nhau gì anh? Cái lò củi á là truyền thống của Italia. Dạ. Nó ngon hơn này nhiều, nhưng mà bây giờ cái môi trường dạ, nó không cho đốt củi nữa. Dạ. Nên anh mới ngoài nhà hàng thì anh mới dẹp cái lò củi đi, chứ dạ. Anh có nhận là lò củi luôn. Dạ dạ. Anh mới... Nên nó ngon hơn ha. Ngon hơn. Dạ. Ngon hơn tại vì cái độ giòn, độ nóng của cái lò củi á. Dạ. Thì người Ý người ta lại khoái lắm, nên mình chỉ làm theo thôi. Dạ. Mà ngay từ đó là anh đã thích cái ẩm thực Ý, là anh theo luôn cái này okay, luôn. Ok, ok. Dạ.
Tại hôm nay anh không không có cái nguyên liệu để anh làm mì, anh làm mì Ý ngon lắm, dạ. Mì Ý bê ta rồi. Dạ. Quá tuyệt vời. Đây các bạn. Mời mời hai em. Dạ em xin phép nha. Rồi 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 rồi, tự nhiên chị. Em tự nhiên. Đây các bạn. Mời các bạn nha. Như có đón trước hay sao, sáng chưa ăn sáng. Đây các bạn. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Thử cái vị không cái. Rất là ngon luôn. Ngon quá anh. Và đặc biệt là bánh nóng hổi á, ăn vô nó tan trong miệng luôn các bạn. Béo, phô mai béo, chua thơm ngon. Không cần chấm luôn. Này nó vừa ăn luôn, không cần chấm được ớt luôn. Rất là ngon luôn. Nhà hàng mình đâu anh? Nhà hàng anh ở bên Phú Mỹ Hưng á em. Phú Mỹ Hưng ha. Thì bữa nay em qua bên nhà hàng anh em ăn. Thì con gái em cũng ở bên Quận Tư á. Cũng hay đi xuống dưới ăn. Cuối tuần rồi đi xuống qua quận 7 ăn. Nhà hàng tên gì anh? Mà em biết sao không, cái nhà hàng á thì bây giờ anh hôm mùa dịch á anh cho thuê, anh cho thuê rồi anh chở lò về đây rồi. Anh chở lò với ấy, mai mốt em cứ chở bà xã con gái về đây anh làm mì pesta cho ăn. Trời ơi, dạ. Anh chở lò về rồi, mới chở lò về đây nè. Dạ dạ dạ. Cái mùa dịch vừa rồi nó cũng làm cho mọi thứ nó thay đổi nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Anh cái nhà hàng anh mới cho thuê, anh cho thuê bây giờ đang bán phở với lại xong Ngọc Linh. À dạ. Anh cho thuê. Mình đi quay các anh em rồi các ngành nghề á thì coi như là cái mùa dịch vừa rồi nó giống như là một cái bước ngoặt vậy, thay đổi hết luôn. Ai có tiệm là cũng phải. Đây cái này là cá ngừ. Đó. Quay đi quay được, cắt quay cho đẹp, cắt ra nó đẹp. Cực kỳ ngon luôn. Em xếp mấy cái hộp nữa ha. Ừ. Cái kiểu mà đế mỏng này là sau này mình giống như mình theo mình phát minh ra chứ còn truyền thống của Ý thì đâu có đế mỏng ha. Đế mỏng em. Có đế mỏng luôn ha. Tại vì bên Ý nó tùy dùng. Yeah. Dùng của bây giờ anh làm được đế mỏng và đế tươi luôn. Yeah. Chứ không phải là bột ủ này. Yeah. Bây giờ em quay cái bột cái này em trai. Cái bột này bột đế mỏng. Còn bột tươi là mình tráng lên cái đế mình để siêu thị mình bán cho khách đem về để bỏ đồ ăn lên, bỏ topping lên. Là cái đó là bột tươi. Còn này anh làm bột ủ. Dạ. Tươi với ủ nào ngon hơn? Cái này ngon hơn nè, cái này mình phải cấy men đàng hoàng nó mới lên cái mùi của cái bột thơm quá. Thơm. Bột thơm quá, ngon. Tuyệt vời luôn. Đó. Thật sự là xưa em lúc mà nó có đế dày không á là ăn nó hơi ngán. À, sau này nó có cái đế mỏng, đế mỏng. Ăn ngon. Đế mỏng là tùy theo dùng của Ý, người ta làm ra nhiều cái loại thì anh được cái nhà hàng đó thì nhiều đầu bếp Ý qua, bắt đầu anh học lớn những người Ý như thế này thế nọ thế kia, bắt đầu anh mới đúc kết ra cái nào ngon nhất anh bây giờ anh làm ở nhà. Dạ. Trời ơi. Chứ anh biết làm từ cái bột tươi, làm cái đế riêng để bán cho khách đem về để bỏ topping lên. Yeah. Người ta đút vô lò thường, người ta nướng, người ta ra cũng cái bánh pizza nhưng mà nó không ngon bằng những cái này. Yeah. Cái này mình nướng trực tiếp từ cái bột tươi với lại cái bột ủ với lại cái topping lên luôn một lúc. Dạ, còn cái bột nướng sẵn à? Nướng sẵn, nướng cái đế sẵn, bán siêu thị đó em. Dạ, dạ, dạ. Chắc chắn là không bằng à. Đúng rồi. Đâu em thử cái cái này. Em thử cái nướng này nữa. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Cực kỳ luôn các bạn. Mình thấy cái mỏ thì hẳn là biết ngon. Cực kỳ ngon. Đây em quay cho anh làm miếng em. Không rất ngon á. Cái vị rất là vừa ăn luôn, okay. Không cắm.
em thử em ăn cũng không có thích chấm lắm, nó làm mất cái mùi tự nhiên của cái người đầu bếp. Tại vì em biết sao không, những bé nít á thích chấm tương cà hơn, còn này người lớn thích chấm tương ớt nên để đúng ra của Ý á, nó chấm với lại cái tabasco màu xanh và màu đỏ đó, còn mình không có cầu kỳ, mình thôi chơi vậy. Tabasco nó hơi chua chua chứ nó chua chua cay cay thơm, cay đúng không, tabasco là cũng một cái loại gia vị mà đẳng cấp á. Đúng rồi, đúng rồi, anh cũng có cái nước chấm đó, nhưng mà hiện tại nay ở nhà đủ, chưa có đủ hết những cái gia vị như là làm mì, nên anh hôm nay không có làm mì. Chứ đúng ra anh làm mì, làm mì ngon lắm, rất ngon. Bột này nó thơm lắm các bạn. Đúng rồi, bột này anh phải ủ lên mấy tiếng nó mới lên được vậy. Cần để nắp lại không anh, để nó gió vô. Cũng không sao, mình ăn trong ngày mà. Vậy giờ mình làm cái này là mình có gọi là bán online vậy anh? Hay không là em, làm nhà ăn vậy thôi. Như anh chị em chỉ ngủ tí xíu tới, ok, người cái cũng hết. Quá tuyệt vời. Mình ăn cái gì mình thích ăn cái vị của người đầu bếp đó, người đúng ta làm ra các bạn. Đúng rồi. Chứ mình không có thích, ví dụ như nhiều khi đem tô phở ra châm tương đen, tương đỏ, sa tế, châm tài lẹ vô nó bị bay mất cái mùi của người đầu bếp rồi. Cho nên mình ăn gì mình thích ăn cái vị quá riêng người đầu bếp ta làm này sao ăn vậy luôn. Thưởng thức được từng cái gu của từng đầu bếp. Cực kỳ ngon luôn. Hai món đều ngon hết. Anh theo nghề đầu bếp nào mấy chục năm anh? Có mười mấy năm thôi. Mười mấy năm. Khoảng 15 năm. Dạ. Trên chục năm là thâm niên rồi. Em làm miếng nữa nha. Ok. Tự nhiên anh hồi xưa á anh còn trong cái nhà hàng á anh pha rượu dữ lắm á, mà tại vì không có đủ linh kiện để anh làm. Không có đủ rượu pha cocktail á, số 1 luôn á. Một lát nữa các bạn sẽ thấy nhiều cái số 1 ở anh Hải nữa nha. Mà mình thật sự ấn tượng luôn. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình biết anh Hải với lại chị Mai ha. Thì anh Hải cũng nói là có biết mình qua YouTube. Thì lần đầu tiên là gặp nhau bên ngoài luôn, mà mình cực kỳ ấn tượng luôn. Từ cửa bước vô đây thôi là rất nhiều cái số 1. Cái bột thì nó thơm, pate nó béo, nấm thì nó giòn giòn, còn salami thì nó hơi mặn mặn, nó hòa trộn vô nhau nó rất là tuyệt vời luôn. Sốt cà chua nữa. Để ở thau sốt cà chua gì để quét nướng. Để anh làm, để tí xíu thí vô em đem về á, thì em đút vô microwave á. Dạ. Nha, làm cho lại cho bé ăn. Dạ rồi, anh, em gửi. Anh gửi cho hai em. Dạ rồi, đã quá. Đây các bạn, giờ sẽ coi anh Hải anh nhồi bột nè. Nặng nè. Làm bánh này cũng là đam mê, là tình yêu đúng không anh? Đúng rồi em. Mình có may mắn là được gặp gỡ những cái người mà làm việc với một cái tình yêu thôi các bạn. Đam mê không à. Đây hơi chật. Dạ. Tại vì em mới đem lọ về nè, đây thôi à. Chứ đúng ra ngày xưa quay nhà hàng. Nếu vậy xưa mà đi làm cũng hơi xa anh ha. Từ Gò Vấp chạy quận 7 cũng hơi xa. Quá trình tráng bột này có lưu ý gì không anh? Không em, cái này dạng như anh á, cũng không phải là đứng bếp thường. Dạ. Có đầu bếp. Cái này anh chỉ học qua những người Ý làm những cái gì mà nó ngon nhất. À. Là chứ anh không có bên cái biểu diễn. À. Cái này có mấy bạn biểu diễn cái pizza này hay lắm. Dạ.
này mình chỉ chắt lọc cái nào mình thấy rồi, nó ngon rồi, nó phù hợp với mình, mình về mình làm cho gia đình bạn bè rồi thưởng thức. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ chứ bên biểu diễn pizza này người ta không cần cán bằng tay bằng cái cây đó đâu. Dạ. Mai lên nát nướng thì nó tan chảy ra. Không dùng thêm đi rồi cả lòng. Dạ. Dạ em được rồi chị, em 3 miếng rồi em cũng đủ rồi đó. Ba cái nha. Ừ. Nói chứ có tình yêu rồi cái niềm vui nhiều khi nó cũng đơn giản anh ha. Biết nấu cho vợ con gia đình bạn bè đồ ăn ăn vô cắn vô miếng thấy ngon là mình cũng vui rồi. Đúng rồi. Đơn giản thôi, đâu có cần gì phải cầu kỳ. Nó gì đó, salami á bạn, nó giống như là xúc xích muối á. Đúng rồi. Thêm miếng dầu. Ô liu á. Ô liu, ô liu. Một cái bánh vậy thì nướng khoảng bao lâu là nó sẽ chín anh? Chắc chừng 5 phút, 6 phút. Ồ, vậy nhanh quá. Nhiệt độ là 290 nha. Nướng bánh là 290. Một lò này nướng hết công sức chắc được 4 cái. Đúng rồi, hết công sức 4 cái. Nó hai học là 8 cái á, dạ, dưới. Hai học là 8 cái. Đó, bạn thấy là từ cái khâu mà trộn bột, ủ bột cho tới tạo hình, tất cả là anh Hải tự làm hết ha. Đó, anh rút giấy thôi. À, làm thử hả? Ok. Ok, ok. Đây nè, học nghề đây nè. Lát anh cho em làm thử cái kia nha. Ok, ok. Cái đó anh sẽ làm tặng cho em ăn. Nãy giờ đang đứng học nghề, đứng học lén nè. Quá đa tài luôn. Em cũng giống vậy á, dù như cái nào mình mê, mình thích á, mình thích đúng tự rồi, nghiên cứu mình làm. Mình chơi mình thấy thích hơn đúng không? Dạ.
rồi có thời gian ấy cũng nấu đồ ăn cho con cái đồ ăn cũng đơn giản thôi dạ, nhưng mà vui. Vợ con thích dạ. Nhưng mà anh về đây nó hơi bị chật cái hơn cái nhà hàng làm không có dạ. Mai bỏ cá gì mình trong quá trình mình nướng này mình có cần canh lửa hay là có là, canh lửa em phải canh ha, canh lửa trên với lửa dưới, thí dụ mình thấy bên nào nó cái mặt trên với mặt dưới mặt nào vàng hơn thì mình tắt bớt đi dạ. Còn nó không đủ thì mình tăng lên dạ. Đây để mình rửa tay cái mình chuẩn bị vô làm cái đúng rồi em làm cái. Để anh Hải anh chỉ mình làm nha. Hạt tiêu á. Rồi để anh cho cái này vô lò cái. Cái đó là xúc xích đi. Ừ. Xúc xích với là năm cái. Dạ. Khi sâu thì sâu sâu rồi nè. Nó chín nè. Ồ chín luôn rồi đó. Đúng rồi. Đây ra. Quá đẹp. Rồi, nắm cắn cán đó. Ok các bạn. Nam sẽ làm pizza hả các bạn ha, với sự chỉ của anh Hải. Này, cái này lót lên dưới rồi, em cho thêm vô tí xíu bột áo đi trong bịch. Cho nó đừng có dính tay. Dính đó. Rồi, em cán sơ sơ ra đi rồi. À, cán sơ sơ ra. Rồi lấy cái cây gắn hai bờ lật bài kia lại. Cho tí bột áo lên đó luôn. Rồi thấy anh Hải làm dễ quá nhưng mà mình vô rồi nó cũng sượng lắm nha các bạn chứ không phải là, không phải dễ ăn nha. Mới đầu chưa quen nó cũng sượng dữ lắm. Rồi vấn đề là nó thu lại chứ. Đúng rồi, canh cái bề nào nó dài rồi thì thôi gắn cái bề kia ra cho nó tròn cái. Em để lên miếng giấy nè, nó dễ hơn. Dạ. Rồi, để lên miếng giấy. Rồi. Các bạn ăn một cái bánh pizza mà hình vô định không? Mình sẽ làm cái bánh pizza hình nó giống hình chiếc ủng của nước Ý luôn. Chứ không ra hình tròn được, nó méo tè le luôn. Méo dữ ha. Rồi, em cán cái bàn ngang ra. Đúng rồi đó. Đó. Được rồi đó. Đó sắp được rồi đó. Lát mình sẽ còn tỉa cái vành nữa mà. Đúng, đó. Ok. Được chưa anh? Mỏng vậy được chưa anh? Được rồi em. Bây giờ em cứ cho nó đều ấy xong cái đều cái vòng tròn á, rồi bắt đầu em pha cái chén cà chua lên. Rồi, ok. Một muỗng anh. Hai muỗng. Rồi thêm muỗng đổ ra, đổ thẳng ra rồi, đổ. Rồi. Đổ thẳng ra rồi chúng ta nè. Không, em quay từ trong á, từ trong vòng.
ông quay nhỏ 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 à. Nhỏ dần ra đó, đúng rồi đó. Ok, đúng rồi đó, nhỏ nhỏ vô trong. Ừ. vô trong kéo ra, đúng rồi đó, kéo ra, kéo ở trong ra. Ok anh ha. Rồi. Kéo trong ra. Rồi. Rồi mở phân mai lên. Mình sẽ đúng rồi, tiễn cái đó, tiễn cái đó. Rồi, ok. Rồi, bỏ phô mai nữa. Phô mai. Xấu hổ quá. Cái bánh này, xấu hổ quá. Sao đâu, không sao đâu. Bỏ nhiều nhiều lên cho nó đều cái bánh cái. Này biết ăn mà không biết mần rồi. Nói chứ cũng rất là thú vị ha các bạn ha. Không quá khó đâu. Này mình mới làm mình còn chưa có quen tay lắm. Rồi ok, giờ cho miếng nấm lên. Nấm mình rải đều ra ha, có thể mình sẽ sắp lớp lớp cho nó đều ra, tránh dồn cục. Đúng rồi. À, dồn cục thì nó sẽ không ăn ngon. Rồi ok chưa, mình cho một miếng salami lên. Không, nhìn thấy muốn máy là cũng ghê chứ. Ok, cho một miếng dầu ô liu lên. Đúng rồi. Dầu liu thơm ha, cho miếng này nữa. Cái này đâu phải hạt tiêu ha, cái này là... Không phải, cái đó là lá mùi, lá ngò đó, ngò gà, à, ngò mùi của Ý á. À. Lá mùi của... Em tưởng này gọi là gì quên nè. Mùi. À. Lá ngò. Lá ngò ha. Đúng rồi, lá ngò. Đây là. Ok. Cầm. Kéo vô, đúng rồi đó. Đó. À. Rồi, mở cái lò ra. Ghê không? Mình cũng rất cái gì à, này nọ chứ không? Rút miếng giấy không anh? Không, khoan. Bỏ vô, ừ đó, bỏ nguyên cái rồi, đóng nắp lại. Ok. À, để lá nó chín cái dưới rồi, cái đấy. Rồi. Mình rút mới đúng vậy. Đây các bạn, thành phẩm nó đang nằm trong đây. Chỉ cần 2 phút nữa thôi. 2 phút nữa là rút tờ giấy, xong rồi 2 phút nữa là lụm. Ăn. Rồi nhiều khi anh là cho em cái đam mê, mỗi em về em bày ra làm cho con. Đúng rồi. Ăn nữa. Niềm vui đơn giản các bạn. Thật ra nếu mà chúng ta có gia đình rồi lấy mấy cái lục mà. Thì mọi thứ nó đầu nó sẽ rên theo cái hướng khác, nó không còn giống như lúc chúng ta còn độc thân, còn rảnh rỗi thì chúng ta sẽ đi chơi cà phê ăn nhậu rồi nọ, nhưng mà khi có gia đình rồi, nhất là có con rồi á, giống như dành nhiều thời gian cho gia đình. Đó, thì một trong những cái việc mà rất là vui vẻ đó là nấu ăn cho con ăn ha. Lúc vậy. Quang kéo ra nè, lấy ra hết, đút thẳng vô, đụng nóng à. Đó, chèn cái giấy lại, đụng. Ok. Là biết niềm vui mà nấu kia, nấu cho con ăn là vui gì chứ con. Nhiều khi mình nấu dở mà nó cũng khen ngon nữa. Rồi. Ăn đi em. Ok, mình tính kết hợp là
quay cái pizza này kết hợp với là một cái nghề chơi cũng như là một cái những cái tác phẩm của anh Hải, nhưng mà clip pizza này nó cũng hấp dẫn quá cho nên clip này sẽ làm chuyên về pizza luôn ha. Đó thì coi như là cũng hướng dẫn các bạn nấu ăn luôn rồi. Về có thể làm cho bồ, người yêu, bạn trai, bạn gái, con cái gì đó là ăn rất là đơn giản. Ví dụ như những cái này mình nướng bằng cái lò nướng gia đình đơn giản cũng được mà không? Cũng được em. Dạ. Đó các bạn thấy là bột này nếu mà anh em nào siêng thì có thể tự làm bột, còn không có thể mua ngoài siêu thị. Còn mấy cái topping kia thì đơn giản rồi. Phô mai rồi xúc xích tất cả mọi cái mình thích ăn gì hết. Bỏ vô đó. Dạ. Rồi mấy con cá kia thì cũng đóng hộp sẵn. Đó thì sử dụng những cái lò nướng ở nhà vẫn có thể làm được. Sắp thành phẩm rồi đó, thấy nó đang xèo xèo không? Bột này là chỉ là bột mì thôi ha. Có trộn gì bột khác gì không? Không em, bột mì không à, ừ. Nhưng mà mình cấy men lên, cấy men bỏ men vô xong mình ủ. Ủ. Rồi. Dù mình nhìn sao là mình biết là nó sẽ chất mình thấy nó vàng vàng cái bột của em. Dạ. Nó cháy cháy hơi cháy cháy cái bột là ok. Đó ừ. Được rồi em, lấy rồi. Okay. Đây sẽ cho các bạn coi thành phẩm của Nam Ngô ha. Làm mạnh tay chút xíu cho nó dạng à. Tuyệt vời chưa? Cái này bỏ hộp á, này đem về đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ồ, cũng xuất sắc quá chứ. Không có tròn trịa thôi nhưng mà rất là hấp dẫn ha. Rất là ngon à. Tuyệt vời. Ôi nhìn cũng bén quá em, ba clip rồi nhìn bén quá chứ. Dữ dằn thật. Rồi ok các bạn à, đó là những cái chia sẻ cũng như là những cái công việc chăm sóc của anh Hải ha. Chăm sóc gia đình rồi làm những cái món ăn ngon cho gia đình ha. Và anh Hải cũng vừa chỉ mình làm được thành phẩm một cái bánh pizza. Đây là cái bánh pizza đầu tiên trong đời mình làm nha, 40 năm. Đây là lần ăn thì rất là nhiều rồi nhưng mà lần đầu tiên chính tay mình thực hiện, tất nhiên là khâu cuối cùng thôi dưới sự hướng dẫn của anh Hải ha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tiếp, mình ăn hết luôn. Mời các bạn ăn chung cùng mình ha. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và ngon miệng nha. Bye bye.